Kính chào quý vị, hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 4 năm 2020, kính mời quý vị bắt đầu theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm qua tại thủ đô Tokyo, đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản đã thay mặt cho các nhà tài trợ tiếp nhận hai máy thở đầu tiên do công ty trách nhiệm hữu hạn Metran sản xuất. Đây là một phần trong lô hàng 2.000 máy thở mà hai nhà tài trợ đã đặt hàng Metran sản xuất để tặng Việt Nam chống dịch Covid-19. Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam đánh giá cao nỗ lực và tâm huyết trong việc nghiên cứu và sản xuất máy thở giúp Việt Nam phòng chống dịch bệnh COVID-19, khẳng định số máy thở này chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc chiến chống dịch ở Việt Nam và góp phần quan trọng vào quá trình chữa trị cho bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2. Với định hướng đầu tư vào sản phẩm y tế chất lượng, sử dụng được lâu dài và thích ứng với xã hội Việt Nam, hai nhà tài trợ Đại học Văn Lang và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã tài trợ 2.000 máy thở và chi phí huấn luyện đào tạo cho các bác sĩ sử dụng máy thuần thục trong thời gian ngắn, đồng thời cung cấp các giải pháp bảo trì, bảo hành cho máy thở. Chúng tôi tập trung bàn cho nhau với nhau để ra được một cái dự án 2.000 máy thở với cái công nghệ hiện đại nhất, phù hợp nhất, với cái tiêu chí là cùng nhau, vì nhau, để hỗ trợ cộng đồng và chúng ta làm sao để thành công trong cái khống chế dịch bệnh. Cũng tại lễ bàn giao, hai nhà tài trợ thông qua đại sứ Vũ Hồng Nam đã trao tặng số tiền 200.000 đô la Mỹ cho Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản nhằm hỗ trợ cộng đồng người Việt ở đất nước mặt trời mọc, giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống do dịch bệnh.